Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1984, người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, về các tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Minh Phúc 8 năm tù về hai tội danh trên. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phúc phải hoàn trả toàn bộ số tiền 70 triệu đồng đã chiếm đoạt của bà LTHT. Gia đình bị cáo đã khắc phục số tiền này. Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Minh Phúc thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Phúc nói lý do bị hại đưa tiền cho mình nhằm giúp làm thủ tục tách thửa và khẳng định bị cáo từ sức làm. Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình điều tra, công an thu giữ được một số giấy tờ đất, trong đó có một giấy tờ gốc của bà T và 9 giấy tờ giả, trong đó 5 giấy giả nhằm lừa bà T, 4 giấy còn lại do Phúc làm nhưng chưa sử dụng. Ngoài ra, bị cáo Phúc còn giao nộp một giấy chứng nhận tăng ni, một giấy chứng điệp thọ giới, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo. Kết luận giám định xác định tất cả những giấy tờ này là giả. Tại tòa, bị cáo Phúc nói không nhớ đã giao nộp bao nhiêu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời bị cáo khẳng định mình trình độ học vấn là tiến sĩ luật. Bị cáo xin hội đồng xét xử trả lại bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chứng nhận tăng ni để làm kỷ niệm. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc từ 5 đến 7 năm tù cho hai tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa, kết quả giám định các giấy tờ đã có đủ căn cứ xác định Nguyễn Minh Phúc thông qua mạng xã hội để làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa và chiếm đoạt của bà T, ngụ tại huyện Hóc Môn, 70 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là tổ công tác 282 của Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã tổ chức lực lượng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác của Công an tỉnh gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tuần tra vũ trang trên các tuyến địa bàn và khu vực trọng điểm. Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, tổ công tác tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong ngày 2 tháng 8 năm 2024, tổ công tác của Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Từ ngày 29 tháng 7 năm 2024 đến ngày 4 tháng 8 năm 2024, các tổ công tác công an cấp huyện đã phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 21 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, phát hiện 1 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm, theo vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với vị trí là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, nên bị cáo Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm cao nhất. Từ đó, bị cáo này bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị đề nghị 18-19 năm tù về tội nhận hối lộ và 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị 23-25 năm tù. Bị cáo Trần Anh Quân, trưởng phòng VAR, bị đề nghị mức án 17-18 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Vũ Hải, cựu Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị đề nghị 4-5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Lập Nghĩa, Giám đốc các trung tâm đăng kiểm 6203D Long An, 7102D Bến Tre, 8302D Sóc Trăng bị đề nghị mức án từ 28-30 năm tù về 3 tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Đại diện Viện Kiểm sát đang tiếp tục đề nghị mức án đối với các bị cáo khác trong vụ án. Theo Viện Kiểm sát,
các bị cáo trong vụ án đều có trình độ chuyên môn nhưng đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và niềm tin của người dân. Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc để răn đe, đặc biệt là đối với những người đứng đầu. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo là đồng phạm, thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. Một số bị cáo bao gồm cả cựu cục trưởng Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình bị xác định là phạm tội có tổ chức và nhiều lần, cần xử lý nghiêm. Mặc dù vậy, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả và đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Bộ Công an đang dự thảo nghị định quy định về đấu giá biển số xe. Theo dự thảo, đấu giá biển số xe được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân tổ chức có liên quan. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, dự kiến cấp mới đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe cho Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng. Mức giá đối với đấu giá biển số xe ô tô là 5 triệu đồng, đối với đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy là 500.000 đồng. Theo dự thảo, tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày. Trường hợp chúng đấu giá, tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai thông tin tổ chức đấu giá tài sản, danh sách biển số xe đưa ra đấu giá trên cổng đấu giá tài sản quốc gia hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Quy chế đấu giá được niêm yết thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản. Thời gian thông báo công khai, niêm yết quy chế đấu giá, danh sách biển số xe đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản công khai số lượng người đăng ký tham gia đấu giá của từng biển số đang niêm yết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe. Biển số xe trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Thủ tục đăng ký biển số xe trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký xe. Tại dự thảo liên quan đến xử lý vi phạm giao thông, Bộ Công an đề xuất các trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định quy định ngoài phạt tiền, một số trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Theo dự thảo, tài xế xe máy bị tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi gồm buông cả hai tay khi đang lái xe, dùng chân lái xe, ngồi một bên hay nằm trên yên lái xe thay người cầm lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để lái xe hoặc bịt mắt lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong và ngoài đô thị, lái xe chạy bằng một bánh với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh, lái xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Cũng theo dự thảo, nếu thực hiện các hành vi trên mà không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện thì bị tịch thu xe. Ngoài ra, người đi xe đạp máy, xe thô sơ khác sẽ bị tịch thu xe khi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi gồm lái xe lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường, đi xe bằng một bánh với xe đạp máy, đi xe bằng hai bánh với xe xích lô.
Dự thảo quy định các trường hợp ô tô gồm rơ móc, semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự ô tô, xe chở người, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ bị tịch thu nếu tài xế lái xe, kể cả rơ móc và semi rơ móc quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Lái xe sản xuất, lắp ráp trái quy định, bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ, tham gia giao thông, rơ móc và semi rơ móc được kéo theo. Các hành vi này bị tịch thu phương tiện trừ trường hợp ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách. Hành vi lái xe không có chứng nhận đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn sử dụng, kể cả rơ móc và semi rơ móc cũng sẽ bị tịch thu. Ngoài ra, khi thực hiện các hành vi trên mà không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa kể cả rơ móc và semi rơ móc mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì cũng bị tịch thu xe.